Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa Hằng Ngày cho Thiếu Nhi trong quyển Thế Giới Mới Tuổi Thơ số 89 ngày 26 Chúa Được Tôn Thánh. Kinh Thánh Lê Vi Ký 22 câu 31 đến 33. Câu ghi nhớ Lê Vi Ký 22 câu 32: Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Lê Vi Ký 22 câu 31 đến 33. Kinh Thánh Cựu Ước trang 113: Vậy hãy giữ làm theo các điều răn ta. Ta là Đức Giê-hô-va. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Thức Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Đức Giê-hô-va. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 32. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Đừng làm ô danh thánh ta, thì ta sẽ được tôn thánh giữa dân Israel. Ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Trong Lê Vi Ký chương 21-22, Chúa đưa ra các luật cho các thầy tế lễ về hôn nhân của dân và luật ăn vật thánh. Tất cả là vì Chúa là thánh và Chúa muốn ban cho dân Chúa đặc ân tôn thánh danh Chúa ở giữa họ. Cách để tôn thánh danh Chúa là gì? Ở trong câu 31 đến câu 32, giữ và làm theo cái gì của Chúa? Câu 31 và 32 chúng ta thấy rằng: Vậy hãy giữ làm theo các điều răn ta. Các điều răn. Các điều răn. Điều răn của Chúa. Chúng ta biết Chúa có 10 điều răn. Đó là rất là quan trọng. Ngoài ra những cái sự dạy dỗ khác của Chúa, Chúa dạy phải làm cái gì đó và không được làm cái gì đó, đó là những điều mà Chúa dạy mình phải giữ và làm theo. Rồi đừng làm gì thánh của Chúa. Đừng làm ô danh thánh ta. Trong cái câu ghi nhớ chúng ta nè: Đừng làm ô danh thánh ta. Đừng làm ô là ô uế đó, hay là làm xấu, làm dơ. Đừng làm ô danh thánh của Chúa. Ở đây có chữ thánh rồi. Làm ô danh thánh của Chúa. Đừng có làm ô danh thánh của Chúa. Nhận biết bản chất của Chúa là thánh. Vì vậy con người có tôn vinh hay không thì Chúa vẫn thánh. Ở đây chúng ta có hình ảnh của các bạn thiếu nhi hát ngợi khen Chúa. Đưa tay lên để ngợi khen Chúa. Có thể nói là Hosanna, Hosanna, là ngợi khen Chúa, hay là Hallelujah, Hallelujah cũng với ý nghĩa là ngợi khen Chúa. Thực hành được tôn vinh Chúa là phước hạnh cho em. Mình được tôn vinh Chúa là một cái phước hạnh của Chúa ban cho mình. Em giữ phần tôn thánh danh Chúa bằng cách sống và làm theo điều răn của Chúa. Khi mình hát ngợi khen Chúa, đó là mình tôn cao danh Chúa. Và Chúa không chỉ muốn mình hát ngợi khen Chúa thôi, nhưng mà trong mọi suy nghĩ, lời nói, hành động của mình, ở trong cuộc sống hàng ngày của mình đều tôn cao danh Chúa, làm sáng danh Chúa. Em điền vào chỗ trống chữ tôn thánh danh Chúa. Trọn đời sống con nguyện được tôn thánh danh Chúa. Tôn thánh danh Chúa.
Và đây là cái mục đích lớn nhất, cái sứ mạng lớn nhất của cuộc đời chúng ta ở trên đất này, đó là tôn thánh danh Chúa, tôn cao danh Chúa. Chúng ta thấy ở trên mỗi cái tòa giảng của nhà thờ đó, nhà thờ Tin Lành mình đó, mỗi tờ giảng ở phía trên, bức tường phía trên đều có ghi câu là gì? Tôn vinh Đức Chúa Trời, tôn vinh Đức Chúa Trời, để nhắc cho chúng ta nhớ là đời sống chúng ta là tôn cao danh Chúa, tôn vinh danh Chúa. Đọc lớn câu em ghi ở trên 3 lần khi em cầu nguyện với Chúa. Như vậy chúng ta có cái câu này, chúng ta ghi xuống đây và chúng ta cầu nguyện bằng cái câu này luôn nhé. Chọn đời sống con nguyện được tôn thánh danh Chúa, chúng ta cầu nguyện nha. Trọn đời sống con nguyện được tôn thánh danh Chúa, trọn đời sống con nguyện được tôn thánh danh Chúa, trọn đời sống con nguyện được tôn thánh danh Chúa. Con cảm tạ Chúa, con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn tôn cao danh Chúa, tôn thánh danh Chúa qua suy nghĩ, lời nói, việc làm chúng ta và cả đời sống chúng ta trên đất này. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.